Châu Hải My đã rời đi. Ngày đó, tôi tin rằng nhiều người cũng giống như tôi, cảm thấy sốc và không tin vào sự thật của sự việc. Sau đó, chúng tôi chỉ có thể lắc đầu với sự khó hiểu của nó. Nhưng cuối cùng, chúng tôi xác nhận được quá trình đau đớn như vậy. Chưa lâu trước, Châu Hải My còn đăng ảnh đẹp tại kỷ niệm 57 tuổi của mình. Và đột nhiên, cô ấy đã ra đi vào một thế giới khác. Chúng tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ an nghỉ. Làm thế nào để kể lại câu chuyện về Châu Hải My? Với đa số khán giả nội đất, việc biết đến Châu Hải My là do thập niên 90, khi Jackie Trưng phát hành MV Ổn Định. Hoặc là vì trong tâm trí nhiều người, hình ảnh Châu Chỉ Ngu của phiên bản 1994 của Tiêu Phong Quyết là có thể thay thế. Nhiều người nghĩ rằng bản thân cô ấy giống như vẻ ngoại hình của mình, đơn giản và đẹp. Nhưng thực tế lại ngược lại, Hải My sinh năm 1966 tại Hồng Kông, có cuộc sống khó khăn. Thậm chí cô không được sinh ra bởi một người cha giàu có, và sau đó, cô đã có một đứa con trai khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Dù không có ngoại hình của một tiểu thư, mẹ của Hải My muốn cô ấy có vẻ ngoại hình của một cô gái phải có. Do đó, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và gây ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc thi, nhưng cuộc sống nghệ thuật của cô bắt đầu từ đó. Sự nghiệp diễn xuất của Hải My như một chặng đường đầy gian truân. Năm 1989, cô bắt đầu vai chính trong một bộ phim của Trung Quốc và đó là một bước ngoặt quan trọng. Đến năm 1994, vai diễn Châu Chỉ Ngu trong bộ phim Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phong khiến cô nổi tiếng và thiết lập kỷ lục xem trực tuyến. Cô cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim và đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của Hải My lại gặp nhiều chông gai, từ mối quan hệ tình cảm đến sự đau khổ về sức khỏe. Năm 2018, cô tham gia bộ phim Mật Đen và nhận được nhiều lời khen, nhưng sau đó, cô quyết định rời bỏ trang cá nhân Weibo và nói lời tạm biệt. Câu nói của cô, sống để mơ về cái gì, và không cần phải tính toán lòng khen và đồng tình của người khác, thể hiện tâm trạng của cô. Châu Hải My là một người tự do, như nước vậy, không bị ràng buộc và không cần phải chăm sóc ý kiến của người khác. Cô ấy chấp nhận cuộc sống mà mình chọn và sống thật với bản thân mình. Cô ấy đã để lại những vai diễn kinh điển và làm cho chúng ta hiểu rằng cuộc sống cần phải được sống một cách tự do và chân thật, không bị quan tâm đến sự khen ngợi và ý kiến của người khác. Chúng ta hãy tưởng nhớ Châu Hải My và những giá trị mà cô ấy đã truyền đạt trong sự nghiệp và cuộc sống.